Xin phép là lại củng cố một lần nữa kiến thức về game cho anh em một chút. Đấy là cái sơ đồ mà cùng nhau gây áp lực. Đấy là cái này là pressing trong mọi hoàn cảnh. Pressing trong mọi hoàn cảnh. Đấy, cái này dễ hiểu, không nói làm gì. Cái chuyển trạng thái nhanh ở trong phần tấn công này, tức là khi mà có bóng thì cả đội hình nó sẽ dâng lên. Tuy nhiên nó có xu hướng đón bóng ngắn. Đó. Và có xu hướng để đón những cái đường chọc khe xuôi xuống, ví dụ như anh em đứng ở khu vực giữa sân, anh em chọc khe cho tiền đạo chạy xuôi đi thẳng đấy, thì nó là chuyển trạng thái nhanh. Cái xu hướng của cầu thủ như vậy, toàn đội dâng lên nhưng có xu hướng đón bóng ngắn đấy. À, phòng thủ cân bằng thì không nói làm gì rồi đấy. Cái phần chuyền dài thì khi có bóng cả đội cũng đều có xu hướng chạy lên, tuy nhiên có xu hướng đón bóng dài. Tức là nếu như anh em cầm bóng ở khu vực giữa sân và anh em cứ mần mần quả bóng ấy, thì thằng tiền đạo nó vẫn chạy. Cái khoảng cách giữa cầu thủ nhận bóng và cầu thủ chuyền bóng nó có thể dài hơn. Đấy, nó không có xu hướng đón bóng ngắn. Đấy. Long ball. Nếu như mà anh em nào mà hay chơi kiểu chọc khe ra biên rồi ZA thì để long ball là ok lắm rồi, không cần phải để chuyển trạng thái nhanh. Chuyển trạng thái nhanh là anh em vừa có thể là chơi long ball được, vừa có thể là ban bật rất nhanh ở khu vực trung lộ. Thế nhưng mà vào lúc này thì cái đấy tôi thấy nó cũng không quá cần thiết, cho nên là để long ball ok rồi. Tiếp đến là cái chiến thuật phòng ngự là lui về. Thì khi mất bóng là cầu thủ nó cứ thế nó chạy về thôi, nó không có quan tâm đến việc là đối phương đang cầm bóng ở đâu và nó cứ quay về nó bọc hàng phòng ngự. Thì chiến thuật này nó có một cái lợi, đấy là đỡ bị chọc khe. Tuy nhiên nó có một cái hại là nếu như đối thủ thay vì là họ tấn công nhanh mà họ tấn công chậm kiểu build up play ấy, thì cái chiến thuật lui về này nó lại vô hình chung nó làm cho hậu vệ đội mình toàn đứng nhìn chứ không có lao vào tranh cướp bóng, và đối phương nó rất là thoải mái, nó chuyền bóng ở cái khu vực trước vòng cấm địa của mình mà hậu vệ của mình không can thiệp. Đấy, thì đó cũng là một cái hại. Cái lợi và cái hại nó là như vậy. Thế thì với những người nào mà đá lui về phần chiến thuật đội nhưng lại có khả năng đổi trỏ và pressing nhanh bằng tay, tức là ông nào mà gọi là tay to ấy, pressing thủ công và tắc bóng tốt thì ông ấy đá được. Còn không thì anh em nên có những cái tùy biến khác. Tiếp đến là cái phần áp lực ngay khi mất bóng. Cái này chính là cơ bản nhưng mà có nâng cấp ở một chỗ là khi mà mất bóng thì ngay lập tức cầu thủ đội mình nó sẽ tạo áp lực trong vòng 7 giây. Nó tương đương với cái việc là anh em bật cái chiến thuật nhanh là áp lực lớn ngay khi mất bóng. Thế nhưng mà nó chỉ pressing trong 7 giây thôi. Sau đó thì nó sẽ thả trôi về. Nó lại lui về. Đấy, và cái việc mà nó lui về này khá là tương đồng với cái lui về ở trên này. Đấy, tức là mất bóng xong cái thì nó pressing trong vòng 7 giây để cố gắng đoạt lại bóng, tương đương với cái việc mà anh em mình bấm trên nút chiến thuật nhanh. Cái nút chiến thuật nhanh nó sẽ là phải trái. Đấy, thay vì cái việc là chúng ta bấm thủ công thì máy nó sẽ auto cho mình là nó tự tạo áp lực luôn. Và sau khi tạo áp lực rồi mà không lấy được bóng thì nó sẽ quay trở về với chiến thuật là lui về. Tự nó sẽ đổi thành chiến thuật lui về. À, nó như vậy thôi, đấy là cái phần chiến thuật đội. Thì nó sẽ bẫy vị, nhưng mà bây giờ thì bẫy vị nó không có còn khủng khiếp như là ở meta cũ bởi vì nó có một cái khoảng delay nhất định. Tiếp đến là phần tiền đạo lùi về, tức là phải trên. Thì như mình đã nói là tiền đạo nó sẽ lùi về và nó đứng chắn trước khu vực zone 14. Cái này nó làm tiêu hao thể lực của tiền đạo khá nhiều. Và nó cũng làm cho anh em không có khả năng phản công nữa. Tuy nhiên thì cái này cũng ok, nếu như mà anh em mà bấm nhanh thì nó cũng giống như là anh em chuyển sơ đồ vậy. Đó. Cái còn lại đấy là cái phòng thủ theo hướng bóng, thì cái này chính là cái cover. Cover hay còn gọi là tự do của chiến thuật đội phiên bản cũ. Thì tức là các cầu thủ phòng ngự sẽ có xu hướng bọc lót cho nhau. Cái việc mà nó có xu hướng bọc lót cho nhau này thì nó có một cái lợi. Đấy là có thể cắt được những pha đột phá của đối phương. Tuy nhiên cái hại ấy là nó có thể bỏ vị trí. Đấy. Thì nó cũng giống như là cái phần chiến thuật tự do và bẫy biệt vị so với cái phiên bản cũ. Thế thôi. Thì lâu nay nếu như mà anh em không bật cái phòng ngự theo hướng bóng thì nó mặc định.
là nó đang thủ theo cái cơ chế là bẫy việt vị theo phiên bản cũ. Đấy, nó là phải dưới anh em nhé. Ok, tôi đã hiểu rồi anh em ơi, tôi đã hiểu cái thủ theo hướng bóng là cái gì rồi. Sau khi mà nhìn cái cách vận hành và thủ theo hướng bóng thì tôi đã hiểu là nó là cái gì rồi. Nó chính là cái thủ cover ấy, cái phần tự do. Ngày xưa anh em ở cái chiến thuật cũ thì nó có phần tự do và bẫy việt vị đúng không? Thì cái thủ theo hướng bóng này nó chính là bật cái phần tự do lên, tức là cầu thủ nó sẽ có cái xu hướng bọc lót cho nhau. Thủ theo hướng bóng nó sẽ bọc lót cho nhau. Nó có thể nó sẽ bị bỏ vị trí, nhưng mà bù lại thì nó sẽ bọc lót cho nhau. Đấy là thủ theo hướng bóng. Còn cái anh em mà để bình thường thì nó thủ như kiểu là anh em để cái chiến thuật bẫy việt vị ngày xưa. Đấy, tôi đã nhận ra rồi. Anh em bật cái thủ theo hướng bóng lên nha. Nó chính là cái tự do. Cái tự do của chiến thuật cũ. Và nó mang cái ý nghĩa đấy là nó có thể bỏ vị trí, nhưng nó sẽ bỏ lót cho nhau. Hôm nay tôi test cái chiến thuật nhanh thì tôi phát hiện ra hai cái. Mới test được cái chiến thuật nhanh của bên thủ thôi. Bẫy việt vị thì anh em biết rồi, nhưng mà bây giờ bẫy việt vị nó có cái khoảng delay nhất định. Cái pressing thì nó sẽ pressing trong vòng 7 giây. Cái phần mà áp lực lớn thì nó sẽ pressing trong vòng 7 giây. Sau đấy thì nó sẽ khấu hao hết. Đấy, bẫy việt vị thì quá rõ rồi anh em biết rồi. Cái phần mà tiền đạo về vị trí chính là cái phần mà anh em kéo tiền đạo về cái khu vực mid block. Đây này, cái phần tiền đạo trở lại vị trí này thì nó sẽ kéo tiền đạo về cái khu vực mid block, tức là tiền đạo cũng sẽ về phòng ngự. Nó sẽ đứng ở cái khoảng zone 14 luôn. Nếu như mà đối phương tấn công đủ lâu mà không đưa ra bất kỳ một tình huống nào, đấy, thì tiền đạo nó sẽ về, nó đứng ở zone 14 luôn. Thì cái này nó làm tốn thể lực tiền đạo hơn. Và nếu anh em cần thì anh em vẫn có thể để được. Đấy, phần tiền đạo trở vị trí. Còn thủ theo xu hướng bóng thì lúc nãy tôi giải thích cho anh em rồi. Cái này chính là cái phần cover, tương đương với cái tùy biến là phòng thủ tự do trong phiên bản cũ. Nếu như anh em không xét gì ấy, thì mỗi cầu thủ nó sẽ đảm đương một cái zone khác biệt. Nó giống như là cái tùy biến bẫy việt vị ở trong cái phiên bản phòng ngự cũ. Còn nếu mà anh em để vào cái phần phòng ngự theo hướng bóng này, nó sẽ có xu hướng bỏ lót cho nhau. Cái gì á? Đã farm 30 sao vào mặt sếp. À, có thể cho em xin khung team player với tài chính 2k7 thì được không ạ? À? Càng nhiều cộng 8 càng tốt a. Ít vẽ trọng tài. Thủ môn lên ôm bóng rồi bạn dây quả bóng lỗi cuối cùng lại pen và thổi phạt tích pop. Và nó còn tự đổi chiến thuật của mình. Nó tự đổi chiến thuật của mình về 4-2-2-2. Tại có kiểu đang đá nó tự đổi chiến thuật nhỉ? Mình không bấm mà nó lại đổi nhỉ? Đấy! Nó lại đổi của mình về chiến thuật số 3 kìa. Ảo thế nhờ? Lỗi hiển thị sơ đồ chiến thuật anh em ạ. Không biết là mình đang đá chiến thuật nào nữa. Thắng thua nó không quan trọng. Cái là tôi đang ngồi tôi nói anh em về cái việc mà nó bị đổi chiến thuật thế này. Nó là cái gì ấy? Sao nó lại như vậy? Nó có thể là do cái bản update này nó đang bị trùng cái nút nào đấy. Cho nên là khi mà mình bấm những cái chiến thuật ấy, những cái chiến thuật tức thì ấy, thì nó lẫn luôn sang cái phần kia. Đây, hình như là khi mà mình bấm
Cái này nó cũng bị thay đổi cái chiến thuật đội nữa. Thì có thể là nút trên tay cầm nó đang bị loạn. Cái anh em đá phím thì nó là nút rõ ràng, ví dụ như là F1, F2, F3, F4 8 cái nút F ấy, thì nó đã kiểu nó thay đổi rõ ràng, mình bấm không vấn đề gì. Nhưng mà trên tay cầm thì nó bị chặn nút lên nhau. Bởi vì thấy mấy ông đá tay cầm cũng kêu, nhưng mà mấy hôm đầu tôi không gặp. Bởi vì tôi đá, tôi test và tôi chưa có đụng đến cái chiến thuật đội, cái chiến thuật nhanh ấy. Tôi không đụng đến cái phần đấy, hôm nay tôi bắt đầu tôi test. Chính xác là từ tối qua tôi bắt đầu tôi test cái chiến thuật nhanh. Và sau đấy thì tôi gặp cái vấn đề đấy là đội hình đang đá đội hình này thì nó nhảy sang đội hình kia. Đây cũng có thể là lý do vì sao mà thầy thành mù, thầy để 10 chiến thuật nó giống hệt nhau để nó không bị loạn. Bắt đầu từ cái bản update 9.0 cho đến 9.3 thì thằng Tài rất hay bị cái lỗi này nhá. Các đội bạn nó cướp được bóng xong nó truyền vào chân mình. Mình vẫn bị thổi việt vị. Trong khi bây giờ luật mới ấy, nếu mà trong một cái đường chọc khe của đối thủ, thậm chí là mình chủ động chọc nhưng mà đối phương can thiệp vào đường bóng, làm thay đổi hướng bóng ban đầu, thì cầu thủ mình có đứng ở tư thế việt vị cũng trở thành không việt vị. À, đây bóng lập ba lập bập gấp khúc mấy lần rồi mà vẫn thổi. À, trọng tài ngu. Đến Manini cũng chỉ xòa được như vậy thôi anh em ạ. Ồ sao bé không lắc, chạy đè. Ồ sao bé không kèm. Tiền đá, tiền đá. Trận này đá giật quá. Tỉnh thủ môn. Bạn ơi, sao lại lộ như vậy? Cái phần mà xâm nhập vòng cấm và thêm tiền đạo, cái phần mà tấn công này thì tôi nghĩ là chắc anh em nó khá là dễ hiểu. Tôi sẽ nghiên cứu cho nó thế nào. Tôi nghĩ là nó khá dễ hiểu rồi. Tôi để là bám biên thì tiền đạo như con Eusebio, anh em thấy không? Khi tôi để là bám biên thì thằng tiền đạo nó sẽ giạt ra biên. Anh em nhìn nó Eusebio ngay lập tức nó giạt biên luôn đấy. Tôi vừa đá tôi vừa test chiến thuật cho anh em luôn. Đương nhiên test thì nó sẽ có sai số. Tôi vừa bật bám biên cái là tiền đạo bám biên luôn. Timo Werner chạy theo cái xu hướng xẻ ra nách hậu vệ của anh em kìa. Tức là thay vì bây giờ anh em để cố định cái chiến thuật xẻ nách các thứ thì... Ui giời, Van Nooy! Thay vì để xẻ nách thì bây giờ anh em có thể bật tùy chỉnh. Anh em chỉ cần bấm như thế thôi thì nó sẽ tự xẻ nách chọc khe luôn. Coi như là nó bật chiến thuật đơn cho thằng tiền đạo vào thời điểm đấy, xẻ nách chọc khe luôn. Để cái bám biên phát chạy ra biên luôn. Tiếp xem nào, xâm nhập vòng cấm với lại thêm tiền đạo các thứ này thì tôi nghĩ là cái xâm nhập vòng cấm này lúc mà mình cầm bóng ở biên, mình có xâm nhập vòng cấm thì cái mật độ cầu thủ ở trong vòng cấm của đối phương nó sẽ nhiều hơn thôi. Thêm tiền đạo, xâm nhập vòng cấm, bám biên và hậu vệ tấn công thì các anh em biết rồi. Coi như là cái thời điểm mà mình bị dẫn trước ấy, thì thay vì là mình đổi chiến thuật đội, thay vì mình đổi chiến thuật đội thì mình đổi cái chiến thuật nhanh này để có cái khả năng pressing và gia tăng số lượng.
cầu thủ như ôi rồi Pulisic, ui rồi nhưng càng ngang trong game này thực sự bá đạo. Kick off kết hợp với bù giờ, bạn ghi quả bù giờ còn mình có quả kick off cộng bù giờ. Bẫy việt vị phủ theo hướng bóng thì là phải dưới, gọi tiền đạo về thì là phải trên. Bẫy việt vị là phải và áp lực lớn thì là phải trái. Đấy, theo game pass anh em nhé. Cái sơ đồ này là để áp lực ngay khi mất bóng nhá, thì nó sẽ chỉ áp lực trong khoảng 7 giây kể từ sau khi mất bóng thôi, sau đấy thì nó sẽ lùi về như normal bình thường. Game có book sơ đồ như nãy anh bảo mà trên sân cầu thủ vẫn đứng đúng sơ đồ ban đầu đó anh. Ok ok em, nhưng mà nó cũng gây mình kiểu hoảng loạn chứ em, hoảng loạn hoang mang. Tỷ số thì rất to nhá, thì ai nó thấp quả đấy mình truyền nó thì đẹp hơn. Đã ra ngoài cho nó an toàn. Nên phép bao cánh luôn ạ. Đấy, mình đang bật cái sơ đồ tiền đạo về vị trí này. Thì hai mấy con tiền đạo của mình nó sẽ về, nó đứng ở zone 14 luôn. Phòng ngự luôn. Gọi là bố vào mâm cơm luôn chứ. Cần gì phải xin sáu bảo vệ. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.